Cô gái lần đầu tiên không mặc nội y đến nhà bạn trai, liền bị anh chân tay không ngoan ngoãn. Nhưng lần nào đến đoạn cao trào, thì cô gái đều nghiêm túc ngăn cản, nói là muốn để lần đầu tiên cho ngày cưới. Mới đầu thanh niên còn tưởng mình tìm được một bạn gái biết giữ mình. Nhưng không lâu sau thì phát hiện, bạn gái mình là Tiểu Diễu hình như có chút biến thái. Quen nhau hơn 20 ngày rồi, hình như cô ta chưa thay quần lót bao giờ. Còn tại sao anh phát hiện chuyện này? Là vì trên quần lót đó, có một vết máu nhỏ như móng tay. Lần nào Tiểu Diễu đến tìm anh, thì vết máu đều ở đó. Điều đó chứng tỏ trong gần một tháng họ yêu nhau, Tiểu Diễu chưa thay quần lót lần nào. Vương Đại Trụy bắt đầu suy đoán, chẳng nhẽ Tiểu Diễu là chúa tể ở bẩn, không giữ vệ sinh. Nghĩ đến cảnh tượng đó thì Vương Đại Trụy không dám tin nổi, cảm thấy chắc chắn chỉ là trùng hợp. Nhưng mấy hôm sau, một chuyện khác đã khiến anh suy sụp hoàn toàn. Hôm này Vương Đại Trụy thức dậy đột nhiên phát hiện chân mình có mọc rất nhiều mụn, vô cùng ngứa, lên mạng tra thì biết đó là do bệnh tình dục. Anh luôn giữ mình, chưa từng đi Trần Duy Hưng, sao mà có thể mắc bệnh đó được. Lúc mà Vương Đại Trụy cảm thấy kỳ lạ, thì anh nghĩ đến một khả năng khác. Tuy anh và Tiểu Diễu chưa làm chuyện vợ chồng, nhưng họ đã có tiếp xúc về mặt cơ thể và hôn nhau. Chẳng nhẽ là vì cô ta ở bẩn nên truyền bệnh cho mình. Vương Đại Trụy chuẩn bị đợi buổi tối đi hẹn hò thì làm rõ. Nhưng vấn đề này anh không mở miệng được, đành phải giả bộ thân mật với Tiểu Diễu. Sau đó nhân lúc cô ta không chú ý thì nhanh chóng tụt quần lót của cô ta. Không ngờ đang định ra tay thì đã bị Tiểu Diễu phát hiện. Chuyện đã đến vậy thì cũng phải mặt dày thôi. Vương Đại Trụy chất vấn cô ta tại sao lần nào đến tìm mình đều mặc chiếc quần lót này, có phải bị bệnh gì không? Tiểu Diễu nghe xong ngơ luôn, có chút thất vọng ngồi dậy giải thích. Hóa ra anh nghĩ em như vậy hả? Em chỉ là đúng lúc mặc chiếc quần lót này thôi, còn vết máu trên đó rửa không sạch được. Không ngờ vì vậy mà em trở thành một cô gái ở bẩn và bị bệnh. Cô ta vừa nói vừa mặc quần áo, rất là kiên quyết nói lời chia tay. Giờ Vương Đại Trụy mới nhận ra, câu hỏi vừa nãy của mình đã tổn thương Tiểu Diễu rất nhiều. Anh chạy lên níu kéo, nói mình chỉ là lo cho sức khỏe của cô ta, hơn nữa xin lỗi vì hành vi ngu xuẩn của mình. Lúc mà anh tưởng chuyện này chỉ là hiểu nhầm, không ngờ tối hôm đó, Vương Đại Trụy lại phát hiện một chuyện khiến mình sởn gai ốc. Sau khi dỗ được Tiểu Diễu nói muốn đi tắm, Vương Đại Trụy nhân cơ hội xem điện thoại của cô ta để tìm manh mối. Phát hiện Tiểu Diễu không những dùng sinh nhật mình làm khóa màn hình, ngay cả lịch sử cuộc gọi cũng chỉ có mình. Nhìn đến đây, Vương Đại Trụy cảm thấy mình thật là tồi tệ khi nghi ngờ bạn gái. Cho đến khi anh mở album ảnh ra, trong đó ngoài ảnh chụp sinh hoạt thường ngày của Tiểu Diễu, còn có rất nhiều ảnh của anh. Điều quỷ dị hơn là, những tấm ảnh này phần lớn là chụp sau khi anh ngủ. Nhưng lúc đó, rõ ràng Tiểu Diễu đã về nhà rồi mà. Chẳng nhẽ là cô ta nhân lúc mình ngủ, lại lén lút quay về chụp trộm. Nghĩ đến đây, Vương Đại Trụy cảm thấy lạnh cả gáy. Đúng lúc này Tiểu Diễu tắm xong đi ra ngoài, chuẩn bị về nhà. Do tò mò, nên Vương Đại Trụy đã lén lút đi theo. Sau khi Tiểu Diễu lên xe, anh cũng gọi một chiếc xe bám theo. Nhưng sau khi xuống xe, lờ là một cái, Tiểu Diễu đã biến mất rồi. Vương Đại Trụy ở quanh đó tìm đi tìm lại, nhưng không thấy có cửa hàng đồ lót. Nghi ngờ Tiểu Diễu đã che giấu thân phận của mình, cô ta không phải là chủ cửa hàng đồ lót. Nhưng nghĩ kỹ lại, thì mình là một thanh niên nghèo, tại sao Tiểu Diễu lại tốn công tốn sức tiếp cận mình? Vương Đại Trụy đã đi tìm ông chú bán hàng rong, hỏi gần đây có cửa hàng đồ lót không? Không ngờ lại có thật, Vương Đại Trụy rất là xúc động. Cửa hàng đó ở đâu vậy? Chủ cửa hàng đó là bạn gái của cháu, hôm nay cháu lén lút đến đây để tạo bất ngờ cho bạn gái. Không ngờ ông chú nghe vậy, thì sợ đến nỗi bay cả hồn, chửi rằng, mày đang trêu bố mày đấy à? Gần đây đúng là có một cửa hàng đồ lót, nhưng một tháng trước, chủ cửa hàng đã chết rồi, cửa hàng cũng đóng cửa rồi. Chuyện này người quanh đây đều biết, còn lên cả tivi cơ mà. Vương Đại Trụy vẫn không bỏ cuộc, vội vàng hỏi gần đây còn cửa hàng đồ lót nào khác không? Ông chú lắc đầu, quanh đây chỉ có một cửa hàng đồ lót đó thôi. Thấy ông chú không giống nói dối, Vương Đại Trụy cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tiểu Diễu. Bây giờ chỉ còn lại hai khả năng, hoặc là Tiểu Diễu không phải là chủ cửa hàng đồ lót, hoặc là cô ta là hôn ma. Vương Đại Trụy tiếp tục gạn hỏi tên của chủ cửa hàng đồ lót. À cả cô ấy sao lại chết? Không ngờ hỏi lắm quá khiến ông chú thấy phiền. Chẳng phải mày nói chủ cửa hàng là bạn gái mày sao? Mày ngay cả tên bạn gái cũng không biết à? Câu hỏi đi vào lòng đất của ông chú, khiến Vương Đại Trụy không bật lại được, đành bịa ra một lý do, nói mình là bạn trai qua mạng của cô ta, còn bị cô ta lừa rất nhiều tiền. Cô ta nói mình là chủ cửa hàng đồ lót, cho nên cất công đến đây để đòi tiền. Lời này đã thành công lừa được ông chú, nhưng khuyên Vương Đại Trụy đừng có tiếp tục tìm hiểu chuyện này nữa. Những người biết chuyện đều gặp ác mộng mấy hôm liền, mày về nhà đi là vừa. Ông chú nói xong thì đẩy xe đi chỗ khác, nhưng Vương Đại Trụy làm gì chịu bỏ cuộc như vậy. Vì thế Vương Đại Trụy đã mua camera mini không dây, lắp ở vị trí đối diện với cửa và giường của mình.
rồi lại kiếm một tấm vải đậy lên. Đồng thời để dự phòng, anh còn giấu một con dao ở dưới gối để phòng thân. Tiếp theo chỉ cần đợi Tiểu Diễu xuất hiện, một cảm giác buồn ngủ tràn ngập. Sau khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau rồi, mở camera ra bắt đầu kiểm tra, quả nhiên phát hiện cảnh quỷ dị. Sau khi Vương Đại Trùy ngủ, Tiểu Diễu đã đi luôn từ cửa vào, nhưng trên tay cô ta không có chìa khóa, điều đó chứng tỏ cửa là tự mở. Nghĩ đến đây, Vương Đại Trùy sởn cả gai ốc. Tiếp đó thì Tiểu Diễu lấy điện thoại ra bắt đầu chụp trộm, đồng thời còn nói gì với anh. Đáng tiếc là nói bé quá không thu âm được, nhưng hình ảnh tiếp theo khiến Vương Đại Trùy toát mồ hôi lạnh. Vương Đại Trùy ở trong đoạn video lại đứng lên, còn nói với Tiểu Diễu, cùng chết đi, á đù. Vương Đại Trùy sợ đến nỗi ngơ cả người, anh chả có ấn tượng gì về chuyện thức dậy. Không những Tiểu Diễu không bình thường, bây giờ ngay cả mình cũng không bình thường. Chắc mình không phải bị cô ta tẩy não chuẩn bị tự tử vì tình chứ. Nghĩ đến đây, Vương Đại Trùy bỗng trở nên rất lý trí. Tuy anh rất thích Tiểu Diễu, nhưng nếu như Tiểu Diễu là ma, thế thì nên sớm kết thúc cuộc tình này, chứ không phải vì cô ta mà mất mạng. Vương Đại Trùy quyết định làm rõ Tiểu Diễu là người hay là ma đã. Nếu cô ta đã nói mình là chủ cửa hàng đồ lót, thế thì nói thẳng là muốn đến cửa hàng xem sao. Nếu như cô ta từ chối thì chứng tỏ có vấn đề. Vương Đại Trùy đã gửi tin nhắn cho Tiểu Diễu, quả nhiên Tiểu Diễu đã lấy lý do cửa hàng rất bận để từ chối. Vương Đại Trùy đã ăn vạ nói mình chỉ là muốn ở bên cô ta thôi. Không ngờ lần này Tiểu Diễu đã gọi điện luôn, nói cửa hàng toàn khách hàng nữ nên không tiện, cao thủ đánh nhau chiêu nào cũng chí mạng. Vương Đại Trùy lấy lui làm tiến, nói tối nay đi đón cô ta tan làm, tiện thể để những người khác biết Tiểu Diễu đã là người có bạn trai. Không ngờ lần này Tiểu Diễu lại đồng ý, thậm chí còn mời anh tối nay về nhà mình ngủ. Sao cô ta dám đồng ý? Chẳng nhẽ không sợ mình vạch trần sao? Tối đó Vương Đại Trùy đã xuất phát cùng với sự thắc mắc. Định vị mà Tiểu Diễu gửi cho anh đúng là ở trên đường An Khang. Chẳng nhẽ ông chú bán hàng rong đã lừa mình? Chẳng nhẽ nơi này có hai cửa hàng đồ lót? Trên đường An Khang, Vương Đại Trùy thấy ông chú bán hàng rong vẫn đang bán hàng nên đi qua đó. Nhưng anh không thể ngờ được, mình chỉ là chào hỏi ông chú một câu thôi, một chiếc xe khách đã lao thẳng vào họ. Cũng may Vương Đại Trùy phản ứng nhanh né được, nhưng không hiểu tại sao ông chú bán hàng rong lại đứng im không động đậy. Cho đến khi bị xe khách đâm nát bét, nhìn vào bộ dạng thê thảm của ông chú, Vương Đại Trùy không chịu được nôn luôn. Sau khi cảnh sát đến, Vương Đại Trùy ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nhưng lại vô tình nhìn thấy phía xa có một người áo đen đang nhìn chằm chằm về phía này. Còn không đợi Vương Đại Trùy nhìn rõ người áo đen đó là ai, thì bạn gái Tiểu Diễu đột nhiên xuất hiện hỏi han tình hình của anh. Nhớ lại bộ dạng thê thảm của ông chú bán hàng rong vừa nãy, Vương Đại Trùy cảm thấy có gì đó sai sai. Ông chú đang yên đang lành, chỉ vì nói thật vài câu đã gặp phải tai ương. Nếu như không phải vì vụ tai nạn này, có khi hôm nay đã có thể vạch trần thân phận của Tiểu Diễu. Lúc này Vương Đại Trùy bắt đầu nghi ngờ Tiểu Diễu chính là hung thủ, cho nên anh đã đẩy Tiểu Diễu ra rồi bỏ chạy, còn cảnh cáo cô ta đừng có đi theo, mình muốn yên tĩnh một khoảng thời gian. Nghe vậy, cũng có thể là lo Vương Đại Trùy mới thoát chết vẫn còn hoảng sợ, nên Tiểu Diễu không có đuổi theo. Nhưng mấy ngày tiếp theo, Tiểu Diễu vẫn cứ quan tâm hỏi han tình hình của Vương Đại Trùy, ngày nào cũng gửi một tin nhắn hỏi han, thậm chí còn mua cháo khoai và bánh rán mà Vương Đại Trùy thích ăn nhất để ở cửa. Những việc làm này khiến Vương Đại Trùy bắt đầu lung lay, cảm thấy trong lòng Tiểu Diễu có mình, nếu không thì làm sao nhớ rõ sở thích của mình như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Đại Trùy quyết định vẫn phải điều tra rõ chuyện này, cho nên anh bắt đầu tìm kiếm tại sao lại có người không bao giờ thay quần lót. Chỉ thấy câu trả lời của các anh hùng bàn phím đều là thói quen vệ sinh, nhưng trong đó lại có một câu trả lời đặc biệt, ma không thay quần lót vì thường sẽ không có ai hóa đồ lót cho người chết, cho nên ma không thay được. Hay lắm, Vương Đại Trùy nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Nếu như Tiểu Diễu là ma, thế thì cô ta không thay đồ lót cũng là điều dễ hiểu. Nghe đến đây, Vương Đại Trùy nghĩ ra một cách, quyết định lên mạng chọn cho Tiểu Diễu một bộ đồ lót gợi cảm. Nếu như cô ta không chịu thay thì chứng tỏ có vấn đề. Sau khi Vương Đại Trùy đặt hàng xong thì rất tự tin. Lúc mà anh yên tâm được phần nào, không ngờ lại có một chuyện đáng sợ khác xảy ra.